khẩu trang kháng khuẩn nên mình sử dụng sẵn mình mới đẹp nha. Mình bị con chen con nha. Mình bị con chen con để bảo vệ sức khỏe của mình thay bà. Chúc quý bà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai cho thì mình để đưa cái nhẫn mình xây cho anh đưa anh chị ở hai mình đấy. Cháu nội, cháu nội vô cái hồng xích trước. Lựa hai cây lên chị. Có lọt hai cây. Có nhiều lắm chị, đang tìm nè. Nó bị lâu dưới á. Nhà nó lẫn sâu dưới lắm. Đúng rồi, cái đó cho con cái đóng cái này, cái đóng này cũng còn một cái. Cái con ra viện mà nó sẽ đi thì làm cái mô hình này được thì quỹ nó làm được. Bữa khách nào là trẻ nào anh thấy là anh đồng tình anh cho cái quỹ nó làm cái cấp cho trong cái làm cái này mấy chuyện. Thôi con gửi tên cho tại cái chai này nó cũng to, mình để trong nhà vệ sinh nó lợi hơn chứ tặng cho từng người để uống. Cái này là nó 250ml mình để trong mỗi nhà vệ sinh một cái. Ai vô đi đâu rồi xài đó mà. Cái đó là nhà bệnh viện mình á ghi mấy cái bảng á là vệ sinh xong phải rửa tay á. Đó là làm hết rồi. Mấy chai chứa cho mấy chú ở dưới xã mà chưa đem xuống. Đừng có vô đâu. Dạ. Đâu đâu đưa đâu ảnh đây đâu. Đâu rồi phải không? Cá đứng sao đây người bệnh đó nha. Ngồi con, cảm ơn con. Cái đó là ngồi dưới trời. Đeo khẩu trang người ta. Bữa người ta mình làm mình cũng đeo khẩu trang. Cái hình nó có khẩu trang. Rồi, chạy được. Rồi. Đó. Cái này là để mà để cho nhà vệ sinh đi. Để nhà vệ sinh đó. Dạ. Tại hết mình nhiều luôn nè. Ấy là từng khoa chứ. Một khoa ở đây một khoa đâu? Đây là chắc hai nhà vệ sinh với nhà vệ sinh. Là bốn. Để em lên có mấy khoa kia chị. Con bắt con đi khác. Rồi đây để nhà vệ sinh đó nghe cho mình nha. Còn mình đã có rồi, mình đã có rồi. Mấy nhà vệ sinh này để. Chứ thì yên tâm đây là hồ có trăm diễn viên.
Cô Tam đâu có thấy gì đâu. Đề nghị mở cô Tam ra đi mới thấy được mặt chứ. Không, cô Phích đó đâu. Cô Phích đó chỉ hại người nào xấu thôi, người đẹp đâu có hại đâu. Chưa. Nước rửa tay với của Trần trên đất cơ kìa con. Rồi đúng không? Dạ, nước rửa tay của Trần tại như vậy. Hết chưa chị? Hết chưa? Thấy rồi hả Hảo?
Dạ, còn phần số 5 chị. Phần số 5 rồi. Đâu này chị? Đâu chị vô đi. Chị vô. Ai, con đi phát nước, phát khủng hơn khẩu trang. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Mấy bệnh vậy? Mấy bệnh nào cái đó? Bệnh này. Sao đông thế? Bệnh nào cách ly lên, sao đông dữ vậy? Thế đi cho cách ly chung nó có bạn vui chứ. Đây con. Ủa, con vậy hả? Khoảng sạc nó ba chê mà. Xuống dây đi. Em có chê nước được nước to thôi mà đừng quá thôi. Dây dây dây. Trời sao không có em vô. Vô đi. Bệnh gì mà nằm đây? Nước huyết. Nước huyết hả? Hai ba luôn hả? Dạ, hai ba giống nhau luôn. Nhưng mà trước cô Lena đâu. Không biết sợ. Sợ trên tình trồn ở ngoài được giáp. Khổ quá sao này. Nó thần tượng mà. Trời. Còn thùng thành nữa là hết không? Biết chưa? Biết thế nào chưa? Nhiều mọi người tấm lòng của mình thôi, tại vì cái đây là chị Kiều là người kêu gọi, là chỉ là bên hội chữ thập đỏ của huyện, cho nên là Chi Phát thì Trâm cũng ủng hộ một số ít nước rửa tay với lại khẩu trang, rồi chị Tâm thì xà bông, thì nói chung là cái này là của ít lòng nhiều thôi, thì rất là trân trọng những cái tấm lòng của mấy chị và hy vọng là sau này sẽ có nhiều mạnh thường quân để ủng hộ cho bệnh viện của mình hơn, tại vì em thấy bệnh viện của mình thì thật sự là rất là nó còn thiếu nhiều cái lắm, cho nên là mình hy vọng là sau này sẽ có nhiều mạnh thường quân để mà để chung tay để mà giúp đỡ cho bệnh viện ở huyện Đức Phổ hơn. Đó. Dạ. Chị nói rồi, thì cũng mấy chị em thì từ sáng giờ cũng đồng hành buổi cùng với Hồ Bích Trâm, Tâm Đoan và tất cả anh chị em mình trong hội chữ thập đỏ. Thì phải nói rằng là cũng do thời gian của dịch bệnh nên là trong các bài Quân Hương cùng với Tâm Đoan thì hội chữ thập đỏ cũng đã kết nối được tấm lòng của hai em hỗ trợ cho bà con nghèo cũng như là những bệnh nhân những khó khăn ở tại bệnh viện, để hỗ trợ sáng nay gần 1.000 phần quà. Đây đó là của ít lòng nhiều, nhưng mà cái tấm lòng của em là nói đáng là ghi nhận trong cái thời buổi dịch bệnh như thế này. Nhưng mà em đã đi đến tận từng khoa ấp để phát từng chiếc khẩu trang, từng cái xà bông kháng khuẩn để cho người nghèo, người bệnh nhân và thêm ấm lòng. Thì thay mặt cho hội chữ thập đỏ huyện Đức Phổ cũng có gì hơn là một lần nữa là rất là trân trọng cảm ơn tấm lòng của hai em cùng với các mạnh thường quân để đồng hành với hội chữ thập đỏ trong buổi sáng hôm nay, đặc biệt là đội tình nguyện viên của chữ thập đỏ Quảng Ngãi cũng đã vào để hội chữ thập đỏ xã Đức Phổ cùng với Trâm và Tham Đăng đi suốt một chặng đường từ sáng đến giờ. Thì hội chữ thập đỏ xin kính chúc hai em dồi dào sức khỏe gia đình, dồi dào sức khỏe và tiếp tục trong thời gian đến thì
chung Đức Phổ lên thị xã, nhưng mà cái cơ sở vật chất và điều kiện của những vùng hoàn cảnh khó khăn thì cũng còn rất là cần cái vòng tay của các mạnh thường quân xa gần. Thì hội giúp đỡ cũng rất là mong em Tâm và em Trâm cố gắng, nếu có điều kiện thì kết nối thêm để sau này mình còn có điều kiện giúp về quê hương của mình. Một lần nữa xin chúc chúc sức khỏe và cảm ơn rất là nhiều. Rồi, vậy là buổi trao nước rửa tay và khẩu trang đã xong. Bây giờ thì mình đi về. Cảm ơn các chị nhiều nha. Dạ, ok chị. Dạ. Mình chụp hình khẩu trang, tháo khẩu trang xíu mọi người. Dạ. Thành chụp đi rồi xíu con chụp lại.